Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ tập tốt game cốc nha. Trời ơi, bữa chơi cái này vui vậy con á. Kìa, ồ, chúng ta có con gì à? Sao? Sao, tập ấy, trời ơi. Trời ơi, đâu gì đồ đồ, kẹ ghê vậy. Rồi, ok, để tự tập này cái coi. Uuuu, Butterfree luôn. Rồi, nhiều Pokemon quá à. Ồ, tôi nhận được cái con Nighttail nè. Ồ, ghê thiệt. Đây. Thấy cái gì đằng kia không? Kìa. Ủa, cục gì á? Cục gì vàng thế? Ôi trời chút, này nhìn như cái Lucky Block Pokemon khác vậy. Ôi mấy cái này nhìn lạ lắm luôn á. Nhìn đẹp quá à. Cái gì vậy? Nó có cái gì? Ôi, nó biết đây kìa. Ôi, đứng lại cái con kia. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại cái con kia. Mày chạy đâu vậy? Đứng lại cho ta. Ôi. Mày đứng lại đó. Ôi ơi, cái con này chạy nhanh quá. Trời ơi, nó chạy nhanh quá chắc ơi. Ôi, tôi mất rồi. Thầy trời, nó đây cô, đuổi theo. Mày chạy rồi con. Trời, mày đứng đi để ta đập mày cái nè. Rồi, bây giờ ta sẽ đập mày nè con. Ôi trời. Ôi, ông làm gì trong cái Lucky Block vậy ông? Ta đang thử một cái trò chơi mới mang tên là Lucky Block Pokemon cổ đại. Nghe là cái xin xò dữ vậy kìa. Wow. À, hôm nay ta sẽ rủ hai bọn ngươi chơi một trò chơi. Cho những bạn nào mà không biết luật chơi á, là chúng ta sẽ chơi 3 vòng và mỗi vòng á là tụi mình sẽ phải xoay cái vòng quay này để chọn được cái Lucky Block Pokemon đầu tiên của tụi mình ra. Để bây giờ sau đó chúng ta phải tiến hóa dần nha. Ví dụ nếu mình chọn được cái block bình thường này, mình sẽ tiến hóa dần từ Pokemon sang Rayborn sang Masterborn, đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Giống lần trước coi à, có gì khác không? Tất nhiên là có rồi. Các ngươi có thấy quả cầu Pokemon cổ đại không? Cái hồi nãy đúng không? Đúng như vậy. Các ngươi không thấy ở đây đúng không? Tại vì các ngươi phải tiến hóa những cái quả cầu Pokemon kia lên quả cầu Pokemon cổ đại. Vậy nó không nằm trong đây luôn hả? Mình phải tập ra đúng tiến rồi, hóa các ngươi phải tự tiến hóa lên. Vì các ngươi đánh nhau thì các ngươi chỉ được sử dụng các con Pokemon được thu từ quả cầu Pokemon cổ đại. Ok, hiểu rồi. Vậy mình sẽ có những con Pokemon cổ đại mình phải tập được á. Ok. Rồi bây giờ không chần chừ nữa, chúng ta bắt đầu vòng 1 bằng cách xoay ra. Trời ơi, vậy ông phải làm một chặng đường hơi dài, phải từ tiến hóa từ này rồi sang Pokemon theo Masterborn. Trời ơi, trời bận mai không như vậy á. Ok, bây giờ tới lượt tôi nè. Ê. Rồi, giống mày nè. Vòng xoay đây okay. Chà. Được gì đây? Masterborn. Trời ơi, được Masterborn là trời ơi, chuyện dễ dàng với ta con đường mình dễ dàng hơn tôi gà. Ta sẽ phát lúc cho mỗi không? Đứa nè. Ok, cho tôi Masterborn, cho tôi Masterborn. Yeah, có tôi. Lucky Masterborn mà thôi. Trời ơi, khóc gì. Ok, bây giờ mình ra ngoài mình tập càng nhanh càng tốt đâu gai. Rồi ok. Tôi đập chơi. Tập chung nè. Rồi bây giờ tôi sẽ đập thử cái con, mong là mình sẽ được cái Lucky Block cổ đại. Trước tiên thì đập cái kìa. Ê cha. Starmie gì nè. Con gì lưỡi bự vậy, con lưỡi bự vậy. Trời ơi, lưỡi bự không khoái hả, trời. Ôi, tôi đi đập đây luôn à. Nhưng mà mấy con này mình không được sử dụng trong trận chiến cuối cùng các bạn ơi. Có miêu luôn à. Chỉ được sử dụng mấy con cổ đại à. Thì mình tập rồi. Ui. Ok, rồi được chưa? Ôi giác ơi. Ôi vậy, tôi được Lightning Ball rồi nè. Tôi cũng được cái luôn rồi nè. Wow. Trong mập vậy. Ôi ơi, ông được vậy cũng hên lắm luôn á gà. Ông phải nâng cấp khoảng 3-4 cái nữa. Đúng không? Phải nâng cấp 3 cái là ông đập gà con đầu tiên rồi. Tôi đập thử nha, tôi đập thử nha. Ôi trời ơi. Eternatus giật cổ đại luôn á. Ôi trời, tôi cũng nhìn cái. Ui, cái này nó như kiểu mấy con trong Ai Cập luôn vậy. Wow, nhìn được hay quá. Rồi gà bắt Masterborn bằng Masterborn rồi. Hay thiệt luôn chứ. Ok, để giờ tới lượt tôi. Ôi gà cho tôi vài cái Masterborn đi. Ông thần kìa, ông quên đưa tôi rồi nè. Ok, cảm ơn nha. Gà tốt bụng rồi. Ok, giờ tôi sẽ đập con Ancient Ball đầu tiên à. Ok, mở ra nào. Rồi hết luôn. Hết luôn. Sao nó lại đánh tôi nữa rồi. Đi ra coi, đừng có đánh nữa. Để tôi hùng phục con này coi. Hùng phục này đó. Wow, không ngờ hai thằng cùng có ý tưởng chung luôn. Ok, đập cái nè. Sukuna nhưng mà không cần. Ok, Articuno. Ôi, cái gì vậy? Nó muốn đánh vô Eternatus của tôi hả? Bây giờ mình sẽ test thử sức mạnh của Eternatus luôn à. Flamethrower đây. Yeah.
Mythical Hit Super Effect Tail luôn. Ôi ôi, ghê dữ, sắp được giết tụi con này luôn rồi. Đâu, thử lại cái nè. Rồi, rồi, tâm con Articuno đi luôn. À, bây giờ mình sẽ tập thêm cái này. Một cái nữa nào. Ok, mình còn hai cái nữa à. Rồi, bây giờ mình tập cái nè. Gì đây, ô, Gyarados cổ đại á. Trời ơi, trời, nhìn nó như là cả đẹp quá đi. Ôi, màu vàng đi, ok. Bắt, ra quăng hộp bay. Quăng hộp bay. Ok, giờ mới quăng chúng nè. Ok, bây giờ tập con cuối cùng nữa nè. Ê, ơi, yeah. Con rắn à. U rắn nhìn Ai Cập dữ vậy trời. Ok, Pokemon Master Ball quăng vô nè. Khỏi cần đánh nhau gì chân á. Wow, trời ơi, trời ơi, mình gặp được những con Pokemon gì đó thật là lạ luôn á. Đúng là Lucky Block cổ đại mà nó cho ra những con Pokemon nhìn thật là ngầu luôn. Ok, bây giờ mình đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi vô và sau đó chúng ta quay vòng quay thứ hai thế nào. Rồi, tụi tôi đã thu phục hết trơn rồi đó nha. Đúng vậy, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, vòng 1 này mình hơi là bị gặp mai các bạn ơi. Mình được 4 con luôn rồi, chỉ còn 2 con là phun tới thôi. Đúng rồi, đây. Ok, bỗng ngay bây giờ để ủa gà muốn đi. Ok, đi đi trước cho là hồi nãy đi trước giờ tụi tôi. Ok, bây giờ vòng quay ơi, cho tôi Master Ball ở đây. Ê cha. Quay đi, Master Ball, Master Ball, Master Ball. Master Ball. Ray Ball rồi. Thôi, ok vậy cũng được, đỡ ông là bị cái con Lucky Block Pokémon bình thường. Rồi, tới người đó tôi kìa. Đây, tới tôi kìa nè. Tôi mong ông được Pokémon bình thường. Rồi, tôi lần này sẽ may mắn nè. Ok. 2 3 2 Trời ơi, tới cơ kìa là gì đây? Có cái gì đây? Là nước kìa. Trời ơi, bị Pokemon thường đó rồi. Trốn không xuôi tận mạng luôn á ông ơi. Trời ơi, gà khóc luôn rồi. Đừng có khóc nữa. Cái gì vậy? Sao vậy? Hỏi bọn đó, bọn đi cùng đó. Đến giờ giao Lucky Lock mà. Ê, gà chạy đâu vậy? Quên lấy. Chưa có gì chân chạy luôn rồi. Nhanh dữ. Được rồi. Đi đập nó. Ở đây rồi. Ray Ball nè. Với lại cái cục Master Ball. Ông lấy Master Ball hả? Ai, ông lấy cái ghê vậy? Ok. Rồi chúng ta sẽ đập qua nào. Ừ, Ray Ball thì nó sẽ có tỷ lệ người ta hơi cao hơn để mà có được cái Lucky Block cổ đại. Nhưng mà kệ đi, gà làm gì cho nó vậy? Gà xuống đi, đập Lucky Block nữa nào. Đang ok, để cố gắng đập nào. Ok, đập đây. Ok, à mấy con này không quan tâm mày nữa. Mày vậy mày, ôi, gồng lửa nữa. Dạ gà, ông chiến đấu với nó hay gì vậy? Ok, ôi, oh, được một con rồi, được một cái Lucky Block rồi. Ok, rồi, cái cuối, cái cuối nè, tôi đập nè. Ôi, gà ghê vậy gà. Ok, Lucario cổ đại à. Ồ, trời ơi, nó nhìn như mấy con thần Ai Cập vậy á. Trời ơi, gà được cái con gì ghê quá vậy. Yeah. Ok, tới lượt tôi, giờ tới lượt tôi nè. Ok, mong gà được cái Lucky Block cổ đại nè. Ê, con Phượng Hoàng Lửa. Ê, cha, Phượng Hoàng Lửa nữa hả? Cái cuối cùng làm ơn trong cục đi. Con cuối cùng làm ơn gà đi. Cái con nào đánh tôi vậy? Đi ra, ta đang làm chuyện quan trọng mà. Ok, đập. Được một cục rồi. Yeah. Ok. Yeah. Rồi bây giờ tôi tập lên ra con gì mạnh nha. Nghe con gì mạnh nha. Gà gì đây? Ô Lucario y hết con gà luôn rồi. Ok, để ra thu phục mày nữa nè. Rồi vô rồi. Ok. Vậy là cái đợt này mình cũng hơi xui dữ. Trời có được một cục thôi à. Hello. Thôi vậy rồi. Bây giờ xong rồi đúng không gà? Đúng rồi, đi về okay, thôi. Ok, đi về thôi. Rồi tụi tôi xong vòng 2 rồi nè. Bây giờ tới vòng 3 là vòng xong cuối. Bây giờ mình được còn rồi. Các bạn nhìn nó bên trái kìa. Mình chỉ còn một con Pokemon nữa là phun đại hình đây. Ai sẽ là người lên quay vòng bay đây? À, ông quay em. À được, ta sẽ quay và ta sẽ quyết định ai sẽ là người nhận cái đó nha. Ôi trời ơi, ghê vậy. Ok, ok. Trời, quay. Quay cho. Quay đều. Rồi, cái gì đây, ra cái gì đây. Ôi, Master Ball. Ai được, ai được, ai được, tôi. Còn chính là tôi. Koga. Rồi, giờ tới tôi nè, để tôi quay cho. Lần này tôi sẽ được Master Ball chắc quá. Ok, quay. Quay. Rồi, đừng ghi. Bông ra Master Ball mà. Con cái bòn thường. Ơi, con, mình chỉ tổ một con thôi mà. Đó là do người mà con. Vậy là xong mình luôn rồi. Rồi, cho tôi đây, tôi đập nhanh nữa. Cái này là cho ô gà, còn cái này là cho người đó dắt. Mấy con ai đây chụp cục thì sao đây? Ok, đi, mệt quá, đi. Rồi, bây giờ mình sẽ cố gắng đập thôi nè. Mới vô đập cái nè. Trời ơi, biết chừng nào mới được Pokemon cổ đại đây trời. Rồi, sẽ ra được gì đây? Ok, một cái Pokemon được với ông sao sao. Này, vẫn có ai làm được. Ôi, nữa kìa, cái gì vậy? Ok, nữa. Ba lần liên tiếp luôn. Ok, nữa. Ôi trời ơi, 4 lần luôn.
ghê. Chúng ta có càng nhiều á. Pikachu này đi ra coi, không có thời gian rảnh đấu với mày. Ok rồi, tiếp tục cố gắng nha anh, cố gắng à. Ok. Tiếp tục. Ô, được chiêu mấy boy quá. Cái được á, muốn chửi. Thằng này hên chứ vậy. Ok. Cả được. Không được, thêm cái nữa nè. Không mất rồi, đi ra. Cái cuối. Được rồi, có 10 Rainbow này, mình có thể tiếp tục được. Bây giờ mình sẽ tập ra. Master, ok, được rồi. Mình càng nhiều ra, ôi nữa nè, nó càng ngày mình càng hơn vậy. Ôi, ông trời đang có số với mình đang có số, ok, giờ trúng số rồi. Trời ơi, sao nhiều Master Ball chú em. Ba cái Rainbow nha, thêm cái nữa nè. Ôi, rồi, ok, giờ với 7 Master Ball mình sẽ tập ra. Cố gắng ra cố đại nè, không được. Này sao, ê. Được cái, yeah. Giờ mình sẽ đuổi rồi, hai cái. Mình sẽ cố gắng đập ra càng nhiều con càng tốt đi. Con nào cũng được rồi, cái. Được rồi, một con. Ok. Ê, không cục thôi. Tụi mình hết giờ có cái con, mình có 5 cục Lucky Block cổ đại rồi mấy bạn ơi. Mình có thể được, ok. Cố gắng ra mấy con nằm ảnh nè. Đập cái nào. Mewtwo. Ôi ôi, ghê vậy. Bắt, ê. Mày, lên, vô. Ok, có Mewtwo rồi, hay quá. Ok, bây giờ đập cái nè. Yeah. Ủa, có Gigadot nè. Ôi, không cần có Gigadot này, chấm ok, kệ đi, lỡ có rồi thôi. Rồi, quăng à. Vô, cái, ok, rồi. Cần thêm con nữa. Ui, tên là Tết nữa. Trời ơi, thêm con nữa trời. Ok, không sao. Bây giờ Pokemon Master Ball nè. Ok. Cứ tập ra con gì bằng con đang tốt thì chưa, chỉ có con mấy con gì đây con ấy à. Giờ con cuối cùng nè. Rồi mình sẽ tập. Rồi đơn cổ đại là ghê. Ui sao nhìn nó ghê á. Ok, quăng à, chúng à. Ok, được rồi các bạn ơi, mình sẽ full tội hình. Bây giờ chúng ta sẽ chơi tiếp tục vô. Và chúng ta sẽ đấu Pokemon cổ đại với gà thế nào. Ok tôi gà ơi, bây giờ chúng ta đã xong rồi. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu đánh nhau Pokemon huyền thoại thế nào. Rồi tôi sẽ chúng ta tiếp tục. Gà nào gà, ê cha. Mình xếp gà hồ vô nè. Ok, giờ hai con hi thân đã tết trước kìa. Ok, nó bự quá à. Ok, tôi sẽ sử dụng Freeze Ray để cho ông bị, cho con của ông bị tay mắt anh ở gì ghê vậy. Super effective luôn. Ok, nhưng mà hi thân đã tết của ông đã trở nên bối rối rồi. Ok, rồi tôi sẽ sử dụng Dragon Tail. Ôi trời ơi, ghê giết tụi luôn rồi. Ôi. Ok, đồng nghĩ ông ghê lắm ha. Ok, là scan ra nè. Rồi. Bây giờ tôi sẽ tiến hóa Mega Blaziken đây. Chuẩn bị, tôi sẽ sử dụng chiêu Flamethrower. Tiến hóa Mega Blaziken xin nó chỉ công như nào ta. Mình chưa nãy chưa thấy nữa. Gì nó màu vàng gì ghê vậy anh, cũng là cổ đại mà. Rồi ok. Rồi Flamethrower lại nè. Flamethrower. Yeah. Ủa nhưng mà nó không có hiệu nghiệm gì lắm. Focus Energy, mình sẽ tập trung năng lượng của mình lại. Ok. Rồi, lần đánh tiếp theo nó sẽ rất là đau á nha. Cái gì ghê vậy? Rồi. Cái tốc độ của Blaziken nó được tăng lên rồi. Rồi, cao lên đi. Ok, cũng được nhưng mà không có cao lắm. Rat nữa nè. Trời ơi, hai bút Pokemon mình đi rồi, trong khi con của gà nó còn vậy á. Thì mình sẽ sử dụng ok, rồi bây giờ mình sẽ có Dragon Pole. Cái gì vậy? Trời ơi, hồi nãy mình bắt được thêm một con nữa mà. Rồi, Dragon Pole nữa con. Đây. Yeah, đi rồi. Rồi, bây giờ tới lượt con rắn cả. Gì nó dữ vậy? Đúng vậy. Ok. Bay nè. Bay. Được rồi. Bóng kìa. Còn cái gì đó máu à. Ê, cắn mày nè. Không, nghe cắn đó là gì đó. Ok, còn một cái. Rồi, xong. Ui, tên tức mạnh quá. Ok, lực kèo, có khả năng lực kèo được rồi. Rồi, coi bụng một tiếp. Jaxian. Ui, chết. Jaxian, nó chống đầy tên tức của mình mà. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng Toxic cho mày độc nè con. Rồi, vậy sẽ làm gì đây? Rồi, trời ơi. Rồi, bố. Tên tên tức đi rồi. Ok. Cái con này là gì? Dùng Rodon. Rồi ok. Rồi mình sẽ sử dụng Precise Play. Sử dụng một cái chiêu đất đi. Ôi, sử dụng Soda nữa. Ôi, tổng tấn công của Sasian được tăng lên rồi. Ôi, ghê vậy, Sasian né được chiêu của mình đúng rồi.
Đi vòng lại một lần nữa nè. Tôi ra nữa. Ơi tôi. Nè kêu, nè kêu. Đấy á. Ai sẽ kêu. Ai sẽ kêu nè con. Super Big Team luôn. Rồi. Con có âm là gì đây? Rio. Rio á. Mình nghĩ là nó sẽ yếu như chiều đất mình. Đây. Vậy nè con. Tai tiêu. Dạ. Các bạn con mà không là hút máu. Ai vậy? Các bạn phép tiêu luôn. Ui ôi, rô đâm ảnh nha. Là gì Ken? Ok. Con này chắc có thể yếu như đất. Để lại nè. Sai play. Ôi, play sẽ Ken né được chiêu của mình đây. À, nó cào mình. Mày nè. Ok. Rồi, để yếu bạn. Đó, ê. Cài xong luôn. Chị Ken vậy? Con nào nó cũng yếu như rô đâm mình chơi vậy. Yêu ghê hả? Thẻ bài đặc biệt tới rồi. Ken play. Là con áp chủ bài của tôi đây. Tiêu dùng gương mặt đáng sợ của mày đi. À. Oh, mày nè, nó không có hiệu nghiệm gì lắm. Ok, dùng chữ khác kia. Ây à. Rồi, tốc độ của Kyoga bị giảm xuống rồi. Ok, ok, động đất đi. Ui rồi. Ow. Oh, body slam. Ôi, Proton bị tê liệt rồi. Ôi không. Phải nổ Pokemon ra mới được. Mewtwo. Ôi trời, Mewtwo kìa. Rồi, bây giờ ông sẽ như cái, ây da, đào. Ok, nó không có hiệu nghiệm cho mình lắm. Rồi bây giờ yêu chua cái sẽ có chiêu gì đây? Ok. Sạch kích. Boom. Ow. Oh, đau liền, đau liền. Ây da. Mày nè. Trời ơi, kêu ra yếu và có một chiêu đó thôi vậy. Ok, thì em sẽ sử dụng Aura Sphere, một chiêu hệ tấn công ở đây. Và kêu ra đi bụi rồi. Mình đã thắng rồi. Yeah, thắng rồi, thắng rồi. Đó, kìa thấy sao kìa. Ờ, tới con mới vô được á. Có điều là con Rodon của tôi xử ba con của ông luôn rồi. Trời ơi, không ngờ giờ Rodon mình mới được á. Còn con Rodon là vòng cuối mình mới có được. Đúng đó, mình hên liền không chứ. Ông biết không, vòng cuối của tôi hên lắm á kìa. Ok, cảm ơn các bạn xem video này nha. Đừng quên để làm like mình luôn nhé. Bây giờ thì bye bye.